Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo từ xe điện Hải Đăng. Trong video này thì mình xin giới thiệu với các bạn cách xác định dây cho một chiếc công tắc đèn còi xi nhan của xe đạp điện. Đây là chiếc công tắc mình chuẩn bị gửi cho một bạn khách hàng tại Bến Tre. Xe của bạn khách hàng là loại xe đạp điện và nó đã bị đứt dây, không còn rắc để cắm. Và bạn ấy có nhờ mình hướng dẫn cách xác định dây. Thì chắc hẳn nhiều bạn mới sửa xe cũng không biết cách xác định dây. Qua video này thì mình xin hướng dẫn các bạn. Trên chiếc công tắc này có 3 chức năng, một là xi nhan trái phải, thứ hai là bật đèn pha chiếu sáng và thứ ba là còi, có 3 chức năng. Nhưng ở đây chúng ta thấy có tới 7 dây, như vậy thì làm sao có thể xác định được? Có 2 cách giúp bạn có thể xác định được dây. Cách thứ nhất là bạn có thể tháo ra để xem các vị trí của dây, nhưng cách này khá là bất tiện. Và trong video này thì mình xin hướng dẫn các bạn cách thứ hai, đó là cách dùng đồng hồ vạn năng để đo. Nó sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức. Bạn sẽ dùng một chiếc đồng hồ vạn năng và chuyển về thang đo thông mạch. Bạn thử đồng hồ bằng cách chạm hai que đo vào nhau, nếu đồng hồ phát ra tiếng kêu là được. Mình quan sát thấy có 2 dây màu vàng và mình sẽ kiểm tra bằng cách cho hai que đo của đồng hồ vào 2 dây màu vàng để xác định xem đó là dây nào. Giờ bạn sẽ lần lượt bấm các nút trên công tắc, mình sẽ bấm còi. Nhưng các bạn thấy đồng hồ không có gì thay đổi cả. Như vậy thì đây không phải là công tắc còi. Tiếp theo thì mình sẽ bật công tắc đèn. Như các bạn thấy là đồng hồ đã báo thông mạch. Thì 2 dây màu vàng này đó chính là 2 dây của đèn pha. Tiếp theo thì bạn sẽ chạm que đo đồng hồ vào dây xanh dương ở bên ngoài. Mình sẽ gạt công tắc xi nhan trái phải. Như vậy đã không phải. Tiếp theo thì mình sẽ bấm còi. Ok, như vậy thì đây chính là công tắc của nút còi. Như vậy là chúng ta đã xác định được 2 dây. Dây màu vàng đầu tiên là dây của công tắc đèn. Dây màu xanh dương là dây của công tắc còi. Dây ở giữa là dây chung. Và tiếp theo thì mình sẽ xác định những dây công tắc xi nhan. Bạn cũng làm tương tự. Như vậy là dây xanh lá là công tắc xi nhan bên trái. Còn dây màu đen là công tắc xi nhan bên phải. Như vậy là mình đang hướng dẫn các bạn cách xác định dây của một chiếc công tắc cọ đèn còi xi nhan, chỉ cần sử dụng một chiếc đồng hồ vạn năng. Hy vọng video sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình sửa chữa. Nếu thấy video hữu ích thì hãy like cũng như theo dõi kênh của xe điện Hải Đăng. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.